Tháng 10 âm lịch, tuổi Dần được quý nhân nâng đỡ, tài chính vượng vận, số đỏ như son, chung số độc đắc, tiền nhét chật két. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Dần là con giáp thứ 3 trong 12 con giáp, là con giáp có tính tình độc lập. Điểm mạnh chung của những người tuổi Dần đó là khoan dung, trung thành, dũng cảm, đáng tin cậy, thông minh, có đạo đức. Đặc biệt, họ rất coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Chính vì vậy mà tuổi Dần thường hay ra tay bảo vệ những người yếu đuối, khổ cực. Cũng chính vì điều đó mà người tuổi Dần có lẽ là con giáp gặp may mắn nhất khi trong mấy tháng liên tiếp đều được quý nhân nâng đỡ, khiến mọi việc đều suôn sẻ, tài chính vượng vận, cơ hội đến rất nhiều, khiến tài lộc cứ ào ào kéo đến, tiền tiêu ba đời không hết. Vậy để có thể tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị. Họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp họ thu nhập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Xem tử vi tháng 10 của 12 con giáp, người tuổi Dần đón tháng mới với không ít thách thức và cả cơ hội mới đi kèm. Đừng quá lo lắng, sự tự tin và nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ đem về cho bạn những gì mà bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng, người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công và ngược lại. Nhờ được nhị hợp quý nhân nâng đỡ, công việc có những khởi sắc nhất định so với tháng trước. Các khí lan tràn, mọi việc tiến hành thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, mở ra con đường thăng quan, tiến chức. Lại thêm trình ấn xuất hiện là cơ hội để con giáp này bắt tay vào hành động. Thay vì suy nghĩ chần chừ, thiếu quyết đoán thì hãy tính toán thật nhanh và có hành động thích hợp với thời điểm phù hợp. Việc nắm bắt cơ hội kịp thời sẽ giúp bạn thành công. Tài lộc trong tháng ở mức khá lý tưởng, không đến mức dư thừa nhiều nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu. Chuyện đầu tư kinh doanh vẫn mang về những thành công bước đầu. Sự độc lập và tự tin giúp những chú hổ từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, nguyên lệnh Lâm Tử nhắc nhở bản mệnh trước khi dùng tiền cần có sự tính toán kỹ càng, tỉ mỉ thì mới có thể thu lợi về cho mình. Một phút sơ sẩy cũng có thể khiến bạn đánh mất hết những gì bản thân đã tích cóp và cày kiếm bấy lâu. May mắn là vận trình tình cảm của bạn cũng đang diễn ra hết sức êm đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, không có điều gì phải lo lắng, hầu như không thể dấu hiệu tranh cãi, bất hòa trong gia đình. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái được cải thiện đáng kể. Dù vậy, bạn cũng nên dành thêm thời gian cho gia đình. Có vẻ thời gian qua bạn đã quá bận rộn cho công việc rồi. Tử vi tháng dự báo sức khỏe của bạn khá ổn định, chỉ cần duy trì tâm lý thoải mái, suy nghĩ lạc quan thì dù có bệnh tật gì cũng sớm hồi phục. Chú ý cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tránh khiến cơ thể lao lực. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vận may mà tuổi Dần sẽ phải trải qua trong tháng 10 âm lịch, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của tuổi Dần qua tất cả các phương diện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Sự nghiệp của tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 năm 2020, tuổi Dần âm lịch nhận thấy
vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần có khởi sắc đáng kể trong tháng Đinh Hợi. Nhờ có cục diện nhị hợp che chở, công việc của con giáp này có tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Điều này tạo ra sự hứng khởi lớn lao, giúp bản mệnh càng thêm động lực để phấn đấu vươn lên. Các thần này còn mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa. Con giáp này đi đến đâu cũng được yêu quý và đón nhận. Năng lực của bạn chính là điều giúp đỡ bạn tạo dựng lòng tin với đồng nghiệp và cấp trên. Nói là làm, nhưng chú hổ không mấy khi cần người khác phải thúc giục. Lại thêm trình ấn xuất hiện là cơ hội để con giáp này bắt tay vào hành động. Con giáp này khá chủ động xử lý những vấn đề còn tồn đọng trước đó, giải quyết được những chuyện khiến cấp trên không khỏi đau đầu. Thành quả thu về giúp cho mệnh chủ nhận được đánh giá khá tốt từ phía lãnh đạo. Ở thời điểm này, thay vì suy nghĩ chần chừ, thiếu quyết đoán thì hãy tính toán thật nhanh và hành động thích hợp ở thời điểm phù hợp. Việc nắm bắt cơ hội kịp thời sẽ giúp bạn thành công. Đương nhiên, chẳng có con đường nào bằng phẳng từ đầu tới cuối. Đôi lúc, con giáp này vẫn có thể vấp phải những trở ngại nhất định, bị nghi ngờ năng lực, chỉ trích, hiểu lầm. Nhưng đừng quá lo lắng, sự tự tin và nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ đem về cho bạn những gì mà bạn mong muốn. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, Thiên Đức Cát Tinh sẽ luôn ở bên hỗ trợ giúp cho con giáp này nhanh chóng thoát khỏi được trở ngại phía trước. Hãy nhớ rằng, người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại. Vì thế, thời điểm này đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ, tránh lối làm việc tùy hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ mới tránh được thất bại. Một khi đã xác định được phương hướng và mục tiêu rõ ràng, tuổi Dần chỉ cần căn cứ vào kế hoạch lập sẵn là mọi việc sẽ đâu vào đó. Tài lộc của tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch. Bước sang tháng 10 âm lịch, có thể nói tài lộc trong tháng của người tuổi Dần ở mức khá lý tưởng, không đến mức dư thừa nhiều nhưng cũng không tới nỗi túng thiếu. Chuyện đầu tư kinh doanh vẫn mang về những thành công bước đầu. Với sự giúp đỡ từ quý nhân lục hợp, các cơ hội kiếm tiền của con giáp này sẽ dần gia tăng. Lại thêm sự giúp đỡ từ gia đình khiến bạn có một tháng thảnh thơi. Với những người làm kinh doanh, sự nhạy bén là lợi thế không nhỏ giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng rủng rỉnh. Sự độc lập và tự tin giúp cho những chú hổ từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, mệnh chủ sẽ kiếm được tiền từ những dự án có liên quan đến bất động sản. Có thể thử cân nhắc đến chuyện đầu tư, mạo hiểm, song đừng vì thấy vận thế tốt mà làm liều. Cần xem xét các yếu tố chủ quan và khách quan trước khi quyết định, chưa chắc liều đã ăn nhiều. Tất cả là khi nguyệt lệnh lâm tử nhắc nhở bản mệnh trước khi dùng tiền cần sự tính toán kỹ càng, tỉ mỉ thì mới có thể thu lợi được cho mình. Một phút sơ sẩy cũng có thể khiến bạn đánh mất hết những gì bản thân đã tích cóp và cày kiếm bấy lâu. Vận trình luôn biến đổi không ngừng, trong lúc đang thuận lợi vẫn có không ít hung họa tiềm ẩn khôn lường, đòi hỏi bản mệnh phải luôn lý trí và tỉnh táo, chớ nên khinh suất. Dù có đạt được lợi ích cũng đừng đắc ý, cao ngạo, kẻo bị tiểu nhân đâm sau lưng. Trong tháng, bát bạch tài tinh bay vào trung cung, tức vị trí ở chính giữa căn nhà hoặc căn phòng. Ở đây, bản mệnh có thể đặt biểu tượng con kỳ lân phong thủy để vừa có tác dụng hóa sát rất hiệu quả, lại giúp tài vận tăng tiến mạnh, lợi cả đôi đường. Tình duyên của tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch. May mắn là vận trình tình cảm của bạn cũng diễn ra hết sức êm đẹp nhờ ngũ hành tương sinh, không có điều gì phải lo lắng. Một vài xung đột, mâu thuẫn giữa các thành viên đều được hóa giải kịp thời, trả lại không gian yên ấm, vui tươi cho ngôi nhà. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái được cải thiện đáng kể. Không khí gia đình đầm ấm, yên vui tạo ra động lực lớn lao cho các thành viên. Một nhắc nhở nho nhỏ là mệnh chủ cũng nên dành thêm nhiều thời gian cho gia đình. Có vẻ thời gian qua bạn đã quá bận rộn cho công việc. Trong khi đó, người độc thân được Thiên Đức Cát Thần xe duyên có thể gặp được người trong mộng trong tình huống bất ngờ. Với người đã từng bị tổn thương trong tình yêu, đây là dịp tốt để mở rộng trái tim, đón nhận tình cảm mới. Hãy cho đi và bạn sẽ nhận lại được những điều xứng đáng. Sức khỏe của tuổi Dần trong tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng dự báo sức khỏe của bạn khá ổn định, không gặp bất cứ vấn đề gì về bệnh tật. Chỉ cần duy trì ý nghĩ lạc quan thì dù có bệnh tật thì cũng sớm hồi phục. Tuy nhiên, có thể vì quá tập trung vào sự nghiệp mà bạn bỏ bê vấn đề nghỉ ngơi, ăn uống, thường xuyên thức khuya. Sinh hoạt không điều độ như vậy sẽ khiến cơ thể bạn quá tải và sinh ra rất nhiều vấn đề rắc rối.
Dù sao, bạn vẫn nên cân bằng cuộc sống để có thể nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc mới đảm bảo được sức khỏe để theo đuổi những gì mình mong muốn. Tuổi Dần nên chú ý ăn uống nghỉ ngơi điều độ, đồng thời chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường sức đề kháng, cũng như tránh tình trạng tăng cân đột biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật như máu nhiễm mỡ, bệnh tim mạch. Sau khi xem xong tổng quan tử vi, bạn có thể thấy được trong tháng tuổi Dần dù gặp khá nhiều may mắn, tình tiền đều dư dả. Nhưng may mắn không thể có mãi được, bạn hãy tận dụng vận may này để bứt phá ngoạn mục hơn nữa sau những tháng ngày đen đủi do dịch bệnh. Thì các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Dần hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất hàng ngày để kích hoạt tài lộc và mang lại bình an. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ngay ghét trên con đường sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, vòng còn đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi cho sự nghiệp và mang quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.